Okay. Thì ngay cả bạn nữ cũng vậy, cũng muốn giật cho là bạn em có cái gì để anh xem cho anh coi, thì để cho cái quá trình của em giật của em, chứ thôi là cái giật làm vậy, làm vậy là mình thường thường hay em diễn hay diễn kết quả liền, ý em nói là em hiểu không, là tụi em hay bị diễn kết quả liền, thấy người kia giật là em làm vậy trả đây liền, là kết quả liền, nó phải có một quá trình chuyển biến thì để cho cái đất mình nó có diễn. Và trước khi mà em la la chồng mình thì nọ, em phải nhìn tin nhắn cảm thụ được, cảm nhận được rồi mới phát ra cái câu hỏi, chứ đừng dòm cái quay qua chửi liền, là biết trước tình huống. Và đa phần diễn viên mình cứng rất là nhiều, bị như thế nhiều làm rồi hay gồng lên gân.